Hi, xin chào mọi người, lại là Son Studio đây. Hôm nay mình làm clip này để giúp cho mọi người có thể lựa chọn được cái sao card phù hợp với cái nhu cầu của mọi người, giúp cho mọi người có thể là lựa chọn giữa hai cái dòng sao card phổ biến trên thị trường, đó là sao card thu âm chuyên dùng cho thu âm và sao card để livestream. Đó thì nhiều người không biết là hai cái dòng sao card này nó như thế nào, và mọi người cũng có thể là gặp rắc rối với việc ở cái sao card là cái gì vậy? Mình chỉ cần mua mic về mình hát thôi mà có được không? Thì hôm nay tất cả liên quan về sao card, hay là gọi là audio interface, giúp cho mọi người hiểu hết được những cái vấn đề đó nha. Thì cái sao card hay còn gọi là audio interface nó sẽ giúp chuyển đổi cái tín hiệu âm thanh từ micro qua cái cục sao card này, rồi nó chuyển vào máy tính để nó phân tích cái âm thanh của chúng ta, nó mô phỏng lại gần chính xác nhất cái âm thanh thực tế của chúng ta vào phần mềm. Thì khi mà đi qua cái sao card này, âm thanh nó có thể biến đổi nhiều hay ít phụ thuộc vào cái chất lượng của sao card. Sao card càng mắc tiền thì cái độ xử lý chi tiết nó càng tốt, nó càng cao, cái độ méo tiếng nó càng ít, cái độ nhiễu của thiết bị nó càng ít. Thì mọi người hiểu đơn giản là khi mà chạy qua các cái thiết bị điện như này, ít hay nhiều nó đều có cái gọi là self noise, tức là tự nhiễu của nó đó, thì nhiều hay ít là phụ thuộc vào cái chất lượng của nó. Thì thường là các cái thiết bị mắc tiền phần cứng nó rất là tốt, cho nên là cái sự nhiễu của nó rất là ít, khác biệt của đồ mắc tiền và đồ rẻ tiền. Thì bây giờ quay trở lại với cái sao card này, trên đây là mình có một số cái sao card. Mấy cái này thì mình bán, nhưng mà kiểu như mở hộp rồi thì mình đem ra đây giới thiệu cho mọi người luôn. Chứ còn ngoài thị trường á, nó có rất là nhiều cái dòng sao card khác nhau. Hãng Steinberg, Resonance, Focusrite, M-Audio, nhiều lắm, rất là nhiều. Thì trên đây mình nói sơ qua ha, các cái dòng sao card, ví dụ như sao card K10 này, thì đây thuộc cái dòng sao card để hát livestream. Tại sao người ta lại phân biệt như vậy? Tại vì các cái dòng sao card này, ví dụ K300 này, Icon UBOP, các cái dòng sao card này nó có sẵn các hiệu ứng vang EQ ở trên đó rồi. Chúng ta không cần phải sử dụng máy tính, chúng ta chỉ cần hai cái điện thoại thôi là chúng ta có thể sử dụng được rồi. Một cái để cấp nhạc và một cái để thu vào cái điện thoại, chúng ta hát lên đó. Chúng ta đẩy âm thanh lên livestream trực tiếp luôn, không cần phải qua máy tính nha mọi người. Thì trong các cái sao card livestream này thì nó đã có cái phần cứng và có cái driver rồi. Tuy nhiên á, cái chất lượng của những cái sao card này có một nhược điểm là nó sẽ bị nhiễu nhiều. Tại vì cái lý do đơn giản, nó rẻ, nó rất là rẻ. Thì thường dưới 2 triệu nhà. Ví dụ con này, con Icon UBOP bên mình bán tầm 1.890.000, K300 thì mình mới bắt đầu phải bán cho mọi người chơi chơi thôi. Thì cái sao card này thì K300 này không có hát được với phần mềm nhé. K10 này hát cũng được, có phần mềm hát cũng được, trên nó hiệu ứng vang cũng hay, cũng được. Nhưng mà nếu mà so với Icon UBOP về cái độ nhiễu thì con này vẫn có nhiễu nhiều. Thì mọi người thấy nè, giá càng lên cao nó càng tốt hơn, đúng không? Càng lên cao cái sao card livestream nó sẽ, âm thanh nó sẽ đỡ bị nhiễu hơn. Thì tương tự như cái các dòng sao card livestream thì cái dòng sao card thu âm nó cũng vậy thôi. Càng mắc tiền hơn thì chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn. Có thể là mọi người không cảm nhận được, hoặc là mọi người nghe cái tai nghe nó không tốt, cho nên mọi người nghĩ là ở sao nó cũng giống nhau mà, mắc hơn 2-3-4 triệu nó cũng giống nhau mà. Nhưng mà khi mà mọi người nghe trên các tai nghe cảm âm tốt thì mọi người sẽ thấy cái sự khác biệt của nó. Những ai mà làm phòng thu thì phóng to cái sóng lên là thấy cái sự nhiễu của nó khác liền. Nhiễu nhiều hay nhiễu ít là biết. Các cái dòng sao card thu âm như thế này á, có một cái là tại sao gọi là thu âm, là nó phải chạy qua phần mềm thôi. Khi mà chúng ta không có chạy qua phần mềm, sử dụng chỉ mỗi sao card này với điện thoại, thì nó sẽ không có các hiệu ứng vang, không có các hiệu ứng EQ để chúng ta có thể livestream trực tiếp được. Chúng ta chỉ có thể là đọc cái giọng của chúng ta vào thôi, và đẩy cái giọng của chúng ta lên thôi, chứ không thể nào mà lại đánh nhạc vào được. Cho nên là khi mà sử dụng các sao card thu âm này, chúng ta phải dùng kết hợp với các phần mềm thu âm chuyên nghiệp như Cubase, Studio One, Pro Tools. Và giá của sao card thu âm này nó cũng về mặt bằng chung là nó cũng sẽ mắc hơn các cái dòng livestream như thế này. Nhưng mà ưu của thằng này lại là nhược của thằng kia. Thằng này thì có thể là hát phần mềm cũng được, cũng chấp nhận được, và hát livestream không cần phần mềm cũng được, trên điện thoại cũng được. Còn thằng này là chỉ dùng trên phần mềm có máy tính thôi. Mọi người sẽ tốn thêm một khoản về máy tính. Nhưng mà bù lại sao, cái chất lượng âm thanh, đây mới là sự khác biệt giữa các cái sao card thu âm và các cái sao card livestream. Khi mà đi qua phần mềm á, các cái sao card thu âm nó sẽ phát huy tối đa cái ưu điểm của nó, đó là cái độ chi tiết của âm thanh, cái độ rõ nét, cái độ xử lý âm thanh rất là tốt và ít bị méo tiếng. Như đây trên tay của mình là sao card M-Audio ha, solo M-Track solo, một cổng mic, đây cũng Focusrite solo gen 4. Thì cái dòng Focusrite là dòng sao card thu âm livestream với phần mềm nha mọi người, kết hợp cho mình thêm cái chữ với phần mềm, rất là phổ biến ở Việt Nam, gọi là phổ biến nhất ở Việt Nam đó. Rất là người Việt chúng ta là rất chuộng cái dòng Focusrite này, hay là cái dòng Resonance. Thì đây cũng là một cái hãng lớn có đa dạng sản phẩm và
phần sản phẩm phần cứng và phần mềm. Ở đây cũng vậy, sau các M2 của Motu thì anh em phòng thu và làm nhạc bán chuyên ở nhà thì cũng rất là chuộng cái con Motu M2 này. Cái con này tại vì mình không còn cái sản phẩm bóc hộp cho nên là mình để cái hộp luôn, chứ bóc cái new ra là mất mấy trăm ngàn nên là thôi mình để lại. Chủ yếu là nói cho mọi người hiểu về cái cách hoạt động của sao cạc thu âm và sao cạc livestream nó khác nhau như thế nào thôi. Rồi tiếp theo thì mình giải đáp cái câu hỏi là vậy mới bắt đầu thì nên dùng cái dòng sao cạc nào. Mới bắt đầu tùy người nha. Mới bắt đầu của người muốn làm nhạc chuyên nghiệp hay là mới bắt đầu của người muốn bước vào cái phần nhạc để giải trí chơi vui thôi. Nếu mà mọi người muốn hát hò chơi vui thôi thì ok, nếu mà tài chính hạn hẹp thì có thể mua các cái dòng sao cạc livestream như thế này. Đó, thì vô là hát được liền, cũng không có quá nhiều phần mềm rườm rà như khi sử dụng trên máy tính. Và chúng ta cũng có thể kết hợp livestream kết hợp với phần mềm cũng được, âm thanh ra cũng ok đó, nghe cũng hay, kết hợp với autotune hát cũng được với hai cái sao cạc này, K10 hoặc là Icon Bot. Còn K300 này là không được, hát với phần mềm rất là ghê. Phụ thuộc vào tài chính của mọi người thôi. Mới bắt đầu nha, mới bắt đầu với người hát hò vui, bán sản phẩm đơn giản thôi, giải trí chơi thôi. Còn nếu mà ai muốn hát mà kiếm tiền, hát kiếm tiền nha, hát âm thanh cho nó hay, cho nó tốt, thì tất nhiên là giá tiền cũng là một vấn đề. Giá tiền thấp nhưng mà cái chất lượng âm thanh cũng tương đối tốt, cũng ok đối với cái dòng sao cạc thu âm. Ví dụ như con M Audio, M Track Solo này, giá tầm 1,5 triệu thôi, nhưng mà âm thanh thu vào cũng rất là tốt, rất là chi tiết và ít bị nhiễu. Nếu mà so với con này, với con này đây, con này 1,890 triệu, con này tầm 1,5 triệu, thì con này thu âm sẽ tốt hơn, nó sẽ dùng phù hợp cho các anh em mới bắt đầu thu âm học, thu âm mix nhạc hay là muốn hát livestream kiếm tiền. Tại sao con này thu âm hay hơn cái con này, nhưng mà tại sao nó lại rẻ hơn? Tại vì mọi người thấy khi mà người ta, cái hãng sản xuất người ta thiết kế một cái sao cạc, người ta phải cố gắng tạo thêm các cái hiệu ứng ở trong này, các cái nút bấm, các cái phần cứng ở bên ngoài này, cái giao diện của nó, thì tốn một khoản chi phí rồi đúng không? Còn con này dùng đơn giản thôi, có 3 nút gain, input, out thôi. Đó, nó chỉ tập trung cho những ai dùng phần mềm thôi, cho nên là cái khoản chi phí cho những cái rắc rối rườm rà này nó không nhiều. Đó, cho nên là nó chỉ tập trung vào cái chất lượng âm thanh thu vào thôi. Đó, cho nên chính vì vậy là mọi người thấy là sao cạc ít nút bấm hơn, nó lại mắc hơn. Nhiều người mới không biết là cứ kêu sao thế, mình nhận thấy có cái con sao cạc nó rất là nhiều nút bấm là sao nó rẻ vậy, mà sao cạc Focusrite chẳng hạn nó có vài nút bấm, nó ít như vậy, thì mọi người sợ là khi lên livestream á là không có đủ các cái hiệu ứng để mình like cho nó đa dạng, cho nó sống động. Mọi người yên tâm nha, các cái sao cạc với thu âm chuyên nghiệp như thế này nè, khi mà sử dụng phần mềm á, nó cả một bầu trời công nghệ ở trong nó luôn, thì nó có thể dùng được hầu như tất cả các hiệu ứng mà cái sao cạc này có. Sao cạc này có trong phần mềm nó cũng có luôn, trong phần mềm có thể làm được rất là nhiều. Đã nói là phần mềm thu âm mix nhạc chuyên nghiệp mà, livestream làm gì cũng được hết đó. Thậm chí cả làm beat, hòa âm phối khí, sáng tác nhạc, các cái hiệu ứng vỗ tay, các cái hiệu ứng tiếng cười đầy đủ ở trong đó, muốn cái gì có cái đó. Thì nó khó một cái là nó hơi khó sử dụng cho người mới bắt đầu thôi, nhưng mà học từ từ thì cũng được hết á. Chất lượng âm thanh nó sẽ hay hơn rất là nhiều so với các dòng sao cạc livestream mà chuyển qua thu âm. Đó, thì mọi người có thể là tương đối, mọi người xác định lại từ đầu cho mình là mình chỉ muốn chơi thôi, thử hát hò cho vui thôi, không phải kiếm tiền, giải trí thôi, thì dùng các cái dòng livestream đơn giản là được rồi. Còn mọi người muốn làm cho nó ok, nó chỉnh chu, nó chuyên nghiệp, muốn hát lên TikTok để bán hàng để kiếm tiền á, thì nên đầu tư các cái dòng sao cạc thu âm nha. Bỏ các cái dòng sao cạc hát livestream kiểu này đi, nó phí lắm. Tại vì khi mà qua phần mềm mình không có dùng các cái hiệu ứng trên sao cạc này đâu đó, thì nó mình phí cái đoạn đó. Đó, cho nên là nên mua những cái sao cạc thu âm này vô phần mềm. Tất nhiên là khi mọi người mua phần mua cái sao cạc, mua combo thu âm như thế này, combo hotline như thế này, thì bên mình sẽ hỗ trợ cài phần mềm và hướng dẫn cho mọi người sử dụng nha. Nếu mà mọi người chỉ sử dụng để bật lên là hát thôi thì nó không khó đâu. Còn nếu mà mọi người muốn học để mix nhạc thì nó phức tạp hơn, thì cần phải đăng ký khóa học thì mới có thể là học nó nhanh được. Còn không thì mọi người có thể tự mày mò trên YouTube. Kênh YouTube của mình cũng hay hướng dẫn mọi người sử dụng phần mềm để thu âm mix nhạc. Tuy nhiên là mọi người học trên kênh YouTube thì nó cũng khá là mất thời gian, nó lâu hơn. Còn khi đăng ký khóa học thì mình học, mình hướng dẫn nó tập trung vào những phần mọi người cần, ra sản phẩm liền. Tầm 6, 7 buổi, 8 buổi là có thể ra sản phẩm được rồi. Ok, chốt lại một câu á, là tùy ngân sách mọi người và cái mục đích của mọi người. Ngân sách cao thì chọn cho mình sao cạc thu âm.
ngân sách thấp thì chọn cho mình các cái dòng sao card livestream. Nếu mà muốn chuyên nghiệp thì chọn cho mình làm thật, ăn thật, làm cho nó chuyên nghiệp, bán hàng, hát TikTok, kiếm tiền thì dùng các sao card thu âm chuyên nghiệp như thế này. Đó, luôn bộ này sau này khỏi nâng cấp. Đó. Còn nếu mà muốn hát chơi vui vẻ thôi thì chọn những cái dòng sao card livestream như thế này. Mọi người có thể bọc đặt trong đây rất là nhiều cái hiệu ứng. Ok, hy vọng cái clip này có thể cho được mọi người một cái nhìn nó tổng quát hơn về cách lựa chọn các sao card, hay còn gọi là audio interface. Nó rất là quan trọng. Đây là còn gọi là cái bộ xử lý âm thanh của mọi người trước khi mà nó chạy vào máy tính hay là trước khi nó chạy qua điện thoại để nó đẩy lên livestream, thì nó sẽ chạy qua những cái sao card như thế này nha. Thì hy vọng clip này sẽ giúp được cho mọi người là chọn cái loại sao card nào nó phù hợp. Mọi người có thể đến Sound Studio 401/21 Bình Lợi, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh để có thể là thử hát hoặc là trải nghiệm các cái bộ sao card này nha. Ok, nhớ hẹn trước mình nha. Ok, clip đến đây tôi hẹn gặp lại mọi người ở những clip khác của Sound Studio. Xin chào.